Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh Minion. Các bạn hãy cùng nhìn tô nha.
thiện sống bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn thông qua lần sau nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.